quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 8 tháng 12 năm 2019 của Môi Trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời quang mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, sáng sớm và đêm trời trở rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, trời có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, sáng sớm và đêm trời trở lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi Trường TV.